Chào bạn, mình là Thu, là nhà sáng lập và phát triển nội dung của kênh YouTube Chuyện của Thu. Video giới thiệu này mình quay ngoài trời nên là khi mà xem lại thì cái âm thanh nước chảy và cũng như là tiếng gió nó khá là to mà mình không xử lý được. Lại vì lồng tiếng nên là rất là mong các bạn thông cảm vì nhìn nó có vẻ rất là khập khiễng. Hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn một chủ đề mà mình thực sự đang rất là cần nó. Mình viết cho chính bản thân mình cũng như là hy vọng các bạn nghe xong cái chủ đề này thì cũng giúp ích cho các bạn. Đó là chủ đề về nỗ lực. Suy cho cùng thì nỗ lực cũng là để đạt được những gì ta mong muốn ở trong cuộc sống. Và muốn thành công thì nhất định chúng ta phải nỗ lực rồi. Hy vọng nó là một chủ đề hay và có ích cho tất cả các bạn. Bây giờ thì các bạn hãy cùng Thu bắt đầu chủ đề ngày hôm nay nhé. Và đừng quên hãy để lại cho mình xin một ấn đăng ký kênh nhé. Vì sao phải nỗ lực? Để sau này bố mẹ có khó khăn gì sẽ lập tức nói với tôi mà không phải e dè giấu giếm, vì sợ tôi không lo được, sợ tôi không có tiền mà ngại làm phiền. Để sau này bố mẹ có già yếu, bệnh tật thì tôi có thể tự tin rằng tôi đủ tiền để cho bố mẹ đến bệnh viện tốt nhất, điều trị với bác sĩ tốt nhất và uống loại thuốc tốt nhất. Để bố mẹ khi già yếu có thể sống cuộc sống an nhàn mà không còn phải vất vả lo cơm áo gạo tiền. Đồ bạn đang gấp, người khác không dám xoay bàn đi. Mua thứ mình thích, yêu người mình yêu. Tôi sinh ra ở nông thôn, một người hiền lành, chân chất, chẳng có gì cao thượng cả. Nỗ lực chỉ vì muốn kiếm nhiều tiền, có thể mua nhà, không cần phải lang thang khắp nơi nữa, ổn định cuộc sống, tu trí làm giàu, có thể mua xe, không còn phải chen chúc trên phương tiện công cộng nữa, tùy ý đi mọi nơi, hướng lên là nửa đêm cũng có thể xách ba lô, lái xe đến nơi mình thích, nói đi là đi, có thể khiến bố mẹ không cần phải lo lắng, có thể khiến bà xã tương lai, có thể mua những thứ cô ấy thích mà không phải đứng ngoài đường, nhìn qua tấm cửa kính, rồi hồi hụi buồn thiu đi tiếp. Có thể cho con cái sau này tự do làm điều mà chúng thích, không còn phải tự ti vì nghèo như tôi nữa. Bạn học không giỏi, không học đại học như bạn bè đồng trang lứa, không có nghĩa là bạn không thể sống cuộc sống tốt hơn họ. Bạn hoàn toàn có thể giàu có thể thành công, có thể hạnh phúc mà chẳng cần đến tấm bằng đại học. Với một người không biết nỗ lực thì chẳng có may mắn hay cơ hội nào đến với bạn thực sự. Và nếu có thì bạn cũng sẽ không tận dụng được những cơ hội và may mắn đó, vì bạn đâu đủ kiến thức, kinh nghiệm, sự từng trải. Đến người trúng số, họ còn phải bỏ tiền ra để mua tờ vé số, còn bạn chỉ biết đứng ngoài, khen họ may mắn, trong khi cả đời chẳng bao giờ mua lấy một tờ vé số, thì sao mà trúng được? Bạn cùng bàn giảng bài cho tôi không hiểu, nó liền cười giễu cợt, ai cũng biết làm mà, vì câu nói đó mà tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được. Không phải do tôi yếu đuối mà đột nhiên nhận ra, nếu bản thân không nỗ lực hơn nữa thì cho dù quan hệ của mình với người khác có tốt thế nào thì người ta cũng coi thường mình mà thôi. Nhà tôi có hai chị em gái, mọi người hay coi thường và bảo con gái thì làm được gì cho đời, tôi phải nỗ lực để cho họ thấy rằng con trai nhà họ chắc gì đã bằng tôi. Bởi vì tôi học mỹ thuật, lúc vừa thi đại học, vừa nghe thấy học phí tới mấy chục triệu, người nhà thân thích đều khuyên ba tôi không nên cho tôi đi học nữa, học trường nào ít tiền thôi. Nhưng ba chỉ nói với tôi đúng một câu: con gái à, người ta nói gì không quan trọng, hạnh phúc của con là quan trọng nhất. Vậy nên tôi còn có cái cớ nào để không nỗ lực sao? Lúc gặp được người con trai vô cùng xuất sắc, tôi có thể tự tin đứng trước mặt anh ấy, tôi xứng đáng với anh ấy, cũng không sợ mất đi anh ấy. Lúc gặp được người con gái mình yêu thương, tôi có thể tự tin nói rằng tôi lo được cho em đến suốt cả cuộc đời. Học chuyên tự nhiên, thích vẽ vời, kiên trì suốt mấy năm liền, bạn bè nói bỏ đi, không có thiên phú mỹ thuật, học cũng vô dụng. Nhưng họ không biết
Sự nhiệt huyết trong tôi có thể vẽ từ đêm này qua đêm khác, từ khuya đến khi trời sáng. Mỗi ngày đều nói với chính mình là phải nỗ lực. Giờ đây, những người bạn năm xưa đều gọi điện bảo tôi thiết kế nhà cho họ, vì tôi đã là một trong những kiến trúc sư nổi tiếng nhất cả nước. Bởi vì tôi đã phải tủi cực, buồn khổ, đã phải khóc rất nhiều vì biết chữ nghèo viết như thế nào, nếu không nỗ lực thì làm sao có thể thoát nghèo. Người yêu cũ bỏ tôi vì người khác có điều kiện hơn, nên tôi càng phải nỗ lực để một ngày gặp lại cô ấy, tôi có thể ngẩng cao đầu mà nói rằng cuộc sống của tôi đang rất tốt. Tôi nỗ lực kiếm tiền, không phải tôi yêu tiền, mà tôi mong sẽ không phải vì tiền mà ở bên ai đó, cũng không muốn vì tiền mà rời bỏ một ai. Nếu hỏi tôi sẽ chọn gì giữa tình yêu và cơm áo, tôi sẽ trả lời tự tin rằng bạn cho tôi tình yêu là đủ rồi, cơm áo gạo tiền tôi tự lo. Mình xuất phát từ con số 0 thì phải nỗ lực gấp 2, gấp 3, thậm chí là trăm lần người khác để gặt hái được thành công. Không phải ai sinh ra cũng có được năng lực tiềm ẩn, tài năng thiên phú. Muốn thành công phải nỗ lực hết mình. Nỗ lực chính là sự chăm chỉ, cố gắng cần cù chịu khó để gặt hái được những quả ngọt. Nỗ lực làm việc hết mình để xây dựng danh tiếng, chỗ đứng của mình trong xã hội, để sống tự tin trước những kẻ đã coi thường mình. Suy cho cùng, nỗ lực là để bản thân chúng ta có cuộc sống thành công hơn, để tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Để có thể nỗ lực thì bạn cần phải có mục tiêu. Việc đặt ra mục tiêu và vạch kế hoạch thực hiện nó sẽ giúp bạn biết cách nỗ lực sao cho hiệu quả. Mục tiêu càng rõ ràng, càng chi tiết thì càng tốt. Khi đã có mục tiêu và kế hoạch thực hiện, bạn sẽ có hướng đi đúng đắn để nỗ lực thực hiện những mốc nhỏ trong quá trình hoàn thành mục tiêu. Chặng đường dài, đi mãi rồi cũng sẽ tới. Tuy nhiên, để đặt ra được mục tiêu của mình thì điều quan trọng nhất là bạn cần biết bản thân mình muốn gì, năng lực của mình ra sao để còn nỗ lực phấn đấu. Nếu như đó chỉ là những mục tiêu xa vời thực tế, không phù hợp với bạn thì sự nỗ lực coi như đã đặt nhầm chỗ. Trong quá trình thực hiện mục tiêu, bạn đã nỗ lực rất nhiều, nhưng không phải nỗ lực nào cũng đạt được thành công. Đã luôn có những thất bại, nhưng ít nhất bạn cũng có thể ngẩng cao đầu mà nói rằng mình đã làm hết sức có thể, đã không còn gì để áy náy. Việc thực hiện mục tiêu sẽ có những khoảng thời gian bạn cảm thấy mệt mỏi, muốn bỏ cuộc bởi những khó khăn, nhưng đó chưa phải là tất cả. Nếu bạn thỏa hiệp với bản thân, không nỗ lực và cố gắng nữa, suy nghĩ bị lung lay thì chắc chắn bạn không đến được cái đích mà bạn đã đặt ra. Thành công của mỗi người là khác nhau. Có người thành công đơn giản là một vợ, hai con, ba tầng, bốn bánh. Nhưng cũng có người thành công là phải mở công ty này, công ty kia, giám đốc này, giám đốc nọ. Mỗi chúng ta không ai giống ai. Nếu bạn chỉ nhìn vào thành công của người khác thì bạn sẽ chẳng bao giờ có được thành công của mình. Thay vì cứ mãi đứng nhìn thành công của người khác, bạn hãy nỗ lực để mang đến thành công cho riêng mình. Hãy nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu của cuộc đời mình. Đời người tưởng dài, nhưng khi quay đầu lại mới nhận ra nó thực sự rất ngắn ngủi. Trong cuộc sống xô bồ hối hả ấy, đã bao giờ bạn tự hỏi mục đích sống của mình là gì? Bản thân cố gắng nỗ lực cả đời vì điều gì? Người Hy Lạp có một câu chuyện ngụ ngôn rất hay như sau. Một ngày đẹp trời, có nhóm du khách du lịch đi tới một ngôi làng Hy Lạp nhỏ. Họ thấy một người đánh cá câu được một con cá ngừ lớn. Một du khách lại gần và khen ngợi chất lượng cá của người ngư dân và hỏi ông đánh bắt nó trong bao lâu. Không lâu lắm đâu, người ngư dân đáp. Vậy thì tại sao chú không ở lại biển lâu hơn và bắt thêm nhiều hơn? Khách du lịch thắc mắc. Người ngư dân từ tốn trả lời rằng chỉ có một con cá này đã đáp ứng đủ nhu cầu của cả gia đình ông rồi. Vậy chú làm gì với thời gian còn lại? Du khách tò mò. Vì chỉ câu một con cá thôi nên tôi có thể ngủ dậy muộn, rồi tôi chơi đùa với các con, đến trưa thì ngủ với vợ, chiều tối tôi đi vào làng để gặp bạn bè, nhảy một chút, đánh đàn bouzouki và hát một vài bài hát. Mỗi ngày đều như thế và tôi cảm thấy cuộc sống của mình rất trọn vẹn. Người ngư dân hiền hậu đáp. Người du lịch nói. Chú ạ,
Tôi có bằng MBA, thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Harvard và tôi có thể giúp cho chú. Thế này nhé, chú nên bắt đầu bằng việc câu cá cả ngày. Sau đó chú có thể bán những con cá chú câu được. Sau khi bán ra được rất nhiều tiền, chú có thể mua một chiếc thuyền lớn hơn. Khi có được nhiều tiền hơn thì thuyền của chú cũng lớn hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc chú sẽ có nhiều tiền hơn và chú có thể mua một chiếc thuyền thứ hai, rồi chiếc thuyền thứ ba, và cứ thế cho đến khi chú có cả một đội tàu đánh bắt cá. Không những thế, thay vì bán cá cho người trung gian, chú có thể thương lượng trực tiếp với các nhà máy chế biến và thậm chí có thể mở nhà máy của chú. Sau đó, giàu có rồi, chú có thể rời ngôi làng nhỏ này và chuyển đến Athens, London hoặc cả New York. Từ đó chú sẽ trở thành tỷ phú. Lúc này người ngư dân hỏi, tôi làm được điều đó trong bao lâu? 20, có lẽ 25 năm, người du lịch liền đáp. Và sau đó thì sao? Người ngư dân lại hỏi. Sau đó ư, sau đó thì còn hấp dẫn hơn. Khi hoạt động kinh doanh của chú thật sự lớn, chú có thể bắt đầu bán cổ phiếu và kiếm được hàng triệu đô la. Người khách du lịch trả lời. Hàng triệu đô la? Có thật không? Và sau đó thì sao nữa? Người ngư dân hỏi tiếp. Sau đó chú có thể nghỉ ngơi, sống một đời vui vẻ bên gia đình, chơi với con, ngủ trưa với vợ và ngủ dậy muộn. Vào buổi tối chú có thể hát hò, nhảy múa và chơi đàn, bao joki với bạn bè. Vậy đó chẳng phải là những điều hiện tại tôi đang tận hưởng hay sao? Người đánh cá mỉm cười. Nếu chỉ nghe qua câu chuyện, chắc mọi người sẽ nghĩ rằng người ngư dân này không có chí tiến thủ, không muốn phát triển công việc của mình mà chỉ dậm chân tại chỗ. Thế nhưng ý nghĩa thực sự của câu chuyện nằm ở chỗ, hãy sống với hiện tại, hãy tận hưởng cuộc sống ngay trong từng phút giây của hiện tại. Con người làm việc để sống, chứ không phải sống để làm việc. Người khách du lịch kia chỉ cho người ngư dân cách làm giàu để cuối đời có thể sống một cuộc đời bình yên và vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Người ngư dân thì chỉ đánh đủ số cá cần dùng, nhưng trong cuộc sống hàng ngày vẫn luôn vui vẻ và hạnh phúc, chứ không cần đợi đến khi có tiền mới có được. Hạnh phúc đôi khi chỉ là biết đủ. Quả thực trong cuộc sống, có rất nhiều lúc chúng ta sống trong mù quáng vì muốn có thanh danh, tiền bạc, địa vị mà đã đánh mất đi bạn bè, người thân, đánh mất đi chính hạnh phúc của mình. Hãy nỗ lực sống và làm việc, nhưng đừng quên ăn mừng những thành quả nhỏ mà mình đạt được trong sự nỗ lực ấy. Đừng quá bon chen mà nhiều khi đánh mất chính mình. 98% cố gắng của bản thân quyết định thành công. Nhưng đã bao giờ bạn ngồi ngẫm lại, rốt cuộc mình nỗ lực vì điều gì, hay chỉ vì muốn bắt chước người khác, muốn đạt được những thứ mà người khác có? Mỗi sáng thức dậy, có linh dương biết rằng nó sẽ bị giết nếu không chạy nhanh hơn con sư tử nhanh nhất. Mỗi sáng thức dậy, con sư tử biết rằng nó sẽ chết đói nếu không chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất. Con người chúng ta thì sao? Ai cũng chạy, nhưng mấy ai biết rốt cuộc mình chạy vì điều gì? Mỗi người chúng ta lao vào cuộc đời và bị cuốn theo cuộc tranh giành cơm áo gạo tiền. Khi đã đạt được thì con người hướng tới danh lợi, quyền lực. Ta cứ chạy, chạy mãi trên một con đường không có điểm cuối, với những nỗi lo, những căng thẳng, những cơn mất ngủ, stress cứ bám lấy ta hàng ngày. Mỗi người chúng ta sinh ra là một cá thể riêng biệt, có những nhận thức và năng lực khác nhau, nhưng đa phần chúng ta lại đang sống theo những lối mòn của cuộc sống mà quên mất đi cái tôi của chính bản thân mình, để rồi một kiếp ngắn ngủi chẳng sống được trọn vẹn là chính mình. Có những em bé có năng khiếu về thể dục thể thao như đá bóng, đá cầu, cầu lông, chạy nhảy, nhưng đã bị chôn vùi tài năng ấy vì cứ phải theo số đông là phải giỏi toán, giỏi văn mới là giỏi. Có những họa sĩ tài ba đã bị chôn vùi sở thích và đam mê chỉ vì các ngành đó không phải hot, phải cố học toán, lý, hóa để thi vào trường kinh tế, sau ra trường dễ xin việc. Có những bạn có giới tính đặc biệt vẫn phải lấy vợ, lấy chồng vì sợ xã hội dị nghị mà cả đời không được sống hạnh phúc.
có những tình yêu đẹp của đôi bạn trẻ cũng đã bị chôn vùi chỉ vì không xứng đôi vừa lứa theo những ý kiến của gia đình. Và cứ như thế, mỗi chúng ta sống theo những mặc định chung của xã hội, những đánh giá của xã hội mà quên mất chính bản thân mình muốn gì. Tôi hy vọng bản thân mình cũng như bạn có thể nỗ lực sống cuộc đời của chính mình, nỗ lực làm những điều mình đam mê, mình yêu thích, nỗ lực là chính mình mà không phải đánh mất cái tôi chỉ vì những quy chuẩn chung của xã hội. Nếu bạn giỏi vẽ, hãy cứ nỗ lực để trở thành một họa sĩ tài ba. Nếu bạn chạy nhanh, hãy cứ nỗ lực để trở thành một vận động viên. Nếu bạn thích đóng kịch và vui tính, hãy cứ làm nhiều video hài hước mang lại tiếng cười cho mọi người. Nếu anh yêu anh ấy, hãy cứ nỗ lực vì hạnh phúc của hai người. Nếu như bạn hiểu mình muốn gì, hãy cứ nỗ lực vì chính bạn, mặc kệ cho những quy chuẩn của xã hội, mặc kệ những lời bàn tán xì xào. Bởi khi bạn khó khăn, những người bàn tán xì xào về bạn sẽ chẳng giúp đỡ bạn đâu. Còn nếu bạn thành công thì bạn làm gì cũng đúng. Sau đây là một số câu chuyện nhỏ rất mong có thể truyền cảm hứng cho bạn. Anna Gatton, từ công chức nhà nước sang đầu bếp, viết sách nấu ăn và dẫn chương trình truyền hình. Từ một người phân tích tài chính hạt nhân của Nhà Trắng, Anna Gatton đã trở thành một đầu bếp chuyên viết sách về ẩm thực và dẫn chương trình truyền hình. Bà là một người đã trải qua đến hai lần chuyển hướng sự nghiệp trong đời. Lần đầu tiên là khi bà từ bỏ công việc nhà nước đang ổn định, mở một cửa hàng thực phẩm và sau đó tự điều hành kinh doanh. Lần thứ hai, bà quyết định bán cửa hàng sau gần 20 năm gắn bó để trở thành đầu bếp rồi viết cuốn sách nấu nướng mang tên chính cửa hàng đó. Hơn nữa, bà còn là người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Food Network và tiếp tục xuất bản nhiều cuốn sách hướng dẫn nấu ăn khác. Anna đã chọn cho con đường của riêng mình, đó là trở thành đầu bếp, viết sách nấu ăn, dẫn chương trình liên quan đến ẩm thực, theo đuổi điều trái tim mách bảo. Bà đã trở thành một trong những đầu bếp giàu nhất thế giới. Bạn có thể đang có một công việc ổn định, nhưng đến một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, có thể bạn sẽ muốn tự tạo nên một cái gì đó thật riêng cho chính bản thân mình, hoặc được sống với sở thích của bản thân. Bạn sẽ sống rất ý nghĩa và hạnh phúc với lựa chọn của mình. Hai, cái diều của người tiểu phu. Trên núi có một người tiểu phu đốn củi kiếm sống. Phải khó khăn lắm, anh mới dựng cho mình được một căn nhà bằng gỗ để che mưa che nắng. Một hôm, anh mang củi vào thành phố để bán. Mai đến chiều trở về thì thấy nhà mình đang bị cháy. Hàng xóm chạy đến giúp anh dập lửa, nhưng do trời chạng vạng và gió thổi rất mạnh nên không dập được lửa. Mọi người đều thất thần, chỉ biết đứng một bên nhìn căn nhà gỗ bị thiêu trụi. Khi lửa tắt, người tiểu phu với cây gậy trên tay đi vào ngôi nhà bị cháy và tìm kiếm không ngừng. Những người nông dân ở trong làng tưởng anh đang tìm kiếm một vật gì quý giá nên họ rất tò mò. Sau vài tiếng đồng hồ, người tiểu phu cuối cùng cũng hào hứng hét lên: "Tôi tìm thấy rồi, tôi tìm thấy rồi." Những người hàng xóm nghe vậy đều mong ngóng xem đó là chuyện gì, nhưng chỉ thấy anh ta cầm trên tay một chiếc rìu sắt. Người tiểu phu đầy vui mừng và tự tin nói rằng: "Với chiếc rìu này, tôi có thể làm một căn nhà mới và chắc chắn hơn." Bài học kinh nghiệm: người thành công không phải là người chưa từng gặp khó khăn, thất bại, mà sau khi gặp khó khăn, họ vẫn nỗ lực, kiên định với mục tiêu của chính mình. 3. Chấp nhận thất bại và tiếp tục cố gắng. Tôi có thể chấp nhận thất bại. Bất cứ ai cũng có thể không thành công ở điều gì đó, nhưng tôi không chấp nhận sự không cố gắng. Câu nói nổi tiếng của Michael Jordan, cầu thủ bóng rổ nhà nghề nổi tiếng thế giới của Hoa Kỳ. Thất bại là một trong những phương tiện đi đến một kết thúc, nhưng không phải là sự kết thúc tất cả. Nó là một phần trong hành trình dẫn đến thành công. Chúng ta có thể không thành công ở một thời điểm nào đó, nhưng điều quan trọng là phải can đảm nỗ lực vượt qua và tiếp tục cố gắng. 4. Con ngựa chờ làm nghiệp lớn. Có một con thiên lý mã, tuổi trẻ đang đợi bá nhạc đến phát hiện ra nó. Thương gia đến nói: "Bạn sẵn lòng đi theo tôi không?" Ngựa lắc đầu nói:
Tôi là Thiên Lý Mã, sao có thể đi theo thương gia vận chuyển hàng hóa được? Bình Linh đến nói, bạn có muốn đi theo tôi không? Ngựa lắc đầu nói, tôi là Thiên Lý Mã, một binh sĩ bình thường, sao có thể phát huy hết khả năng của tôi? Thợ săn đến nói, bạn sẵn sàng đi theo tôi không? Ngựa lắc đầu nói, tôi là Thiên Lý Mã, sao có thể đi theo thợ săn được? Ngày qua ngày, năm qua năm, con ngựa vẫn chưa tìm được cơ hội lý tưởng cho mình. Rồi một hôm, Khâm Sai Đại Thần phụng mệnh đến nhân gian tìm kiếm Thiên Lý Mã. Thiên Lý Mã gặp được Khâm Sai Đại Thần nói, tôi chính là Thiên Lý Mã mà ông muốn tìm. Khâm Sai Đại Thần hỏi, bạn có thông thuộc đường đi trên đất nước chúng ta không? Ngựa lắc đầu. Khâm Sai lại hỏi, tôi có thể dùng bạn vào việc gì? Ngựa trả lời, tôi có thể một ngày đi được 1.000 dặm, một đêm đi được 800 dặm. Khâm Sai Đại Thần cho ngựa chạy thử một đoạn đường. Ngựa cố gắng hết sức, chạy tiến lên phía trước, nhưng chỉ vài bước, nó đã thở hồng hộc, mồ hôi chảy đầm đìa. Bạn già rồi, không dùng được. Nói xong, Khâm Sai Đại Thần liền bỏ đi. Bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng mong được gặp những cơ hội lớn ở trong cuộc đời, nhưng muốn nắm bắt được những cơ hội đó thì bạn phải tôi luyện hàng ngày để bồi đắp tri thức, rèn luyện sự từng trải. Thì khi gặp được cơ hội thích hợp, bạn mới có đủ năng lực để đón nhận. Còn nếu như bạn chỉ ngồi chờ đợi cơ hội mà không chịu cố gắng, nỗ lực rèn luyện thì cơ hội lớn đến bạn cũng không thể đảm nhiệm mà để nó tuột khỏi tầm tay vì không có năng lực. Năm, Andy Warhol, từ lập trình viên sang tiểu thuyết gia viết chuyện khoa học giả tưởng. Andy Warhol luôn biết mình yêu thích truyện tranh khoa học giả tưởng từ khi ông còn là một cậu thiếu niên. Ngay từ nhỏ, ông đã ôm mộng trở thành nhà văn. Trả lời phỏng vấn trên tờ Newsweek vào năm 2017, Warhol trả lời rằng, tôi luôn biết mình thích cái gì. Nhưng khi đó tôi nghĩ trở thành nhà văn không đảm bảo cho bản thân có một cuộc sống ổn định và đầy đủ, nên tôi chọn con đường trở thành một lập trình viên máy tính. Việc học ngành kỹ sư phần mềm cũng không phải là kế hoạch dự phòng của Warhol. Ông đã yêu thích về lập trình và có niềm hứng thú to lớn với ngành công nghệ thông tin. Vào năm 20 tuổi, Warhol đã dành phần lớn thời gian cho việc viết lách. Nhưng khi đó, ông đã không thành công. Sau đó, ông quay trở lại việc lập trình và xem viết lách như một sở thích. Nhiều năm sau, ông tự xuất bản cuốn tiểu thuyết Người về từ sao Hỏa. Sau nhiều lần bị các tòa soạn từ chối, tác phẩm này đã tạo nên những thành công vang dội trên khắp thế giới và trở thành một trong những tiểu thuyết ăn khách nhất. Andy Warhol bắt đầu nổi tiếng và chính thức theo đuổi sự nghiệp nhà văn. 6 năm sau, ông tiếp tục xuất bản tác phẩm Artemis, cũng là một tác phẩm thành công không kém Người về từ sao Hỏa. Đồng thời, tác phẩm này còn được chuyển thể thành phim. Mặc dù ông đã trải qua rất nhiều thất bại, không học qua bất cứ trường đào tạo viết lách, cũng không có môi trường tiếp xúc thường xuyên với mạng lưới cộng đồng nhà văn nào, nhưng bằng chính việc nuôi dưỡng sở thích qua từng ngày và không ngừng cố gắng, ông đã thực sự thành công với đam mê từ thuở nhỏ của mình. Cảm ơn bạn vì đã vừa lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay của Thu. Ngoài cái chủ đề về nỗ lực thì tuần này Thu còn cập nhật thêm 4 chủ đề nữa, đó là số mệnh của con người, đức năng thắng số, đừng sợ thất bại, hãy cứ làm tới đi, hạnh phúc nội tại. Đây đều là những chủ đề mà Thu nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng nên ít nhất nghe và hiểu một lần về nó để có cuộc sống an nhiên hơn, hạnh phúc hơn giữa cuộc đời đầy những giông bão và những điều bất như ý này. Bởi vì cái giải thuật của YouTube, họ ưu tiên cho những video có nhiều like, share và comment, cho nên là rất mong các bạn có thể để lại cho mình xin một like, một share và một comment. Cảm ơn và tạm biệt bạn.